Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Ron Rod Anfield Classic 500 Tribute 2020 phiên bản cuối cùng đã trình làng. Ron Rod Anfield sẽ chính thức mở bán trực tuyến cái mẫu Classic 500 Tribute phiên bản đặc biệt được sản xuất số lượng hạn chế, đúng mức giá là 3.500 USD. Thương hiệu xe máy Ron Rod Anfield đã từng tuyên bố rằng sẽ sản xuất các mẫu xe Ron Rod Anfield Bullet 500, Ron Rod Anfield Classic 500 và Ron Rod Anfield Thunderbird 500 sẽ dừng ở lại thị trường Ấn Độ. Do đó, các mẫu xe kể trên sẽ không có sẵn dưới dạng bán lẻ tại thị trường Ấn Độ kể từ ngày lập 31 tháng 3 năm 2020. Mặc dù trước đó Ron Rod Anfield đã phủ nhận thông tin rằng họ không tiếp tục sản xuất xe máy phân khúc 500 phân khối trong năm nay và cả năm tới. Nhưng cuối cùng, họ không đủ khả năng để cải thiện, đáp ứng về mặt cái tiêu chuẩn khách hàng. Cùng với đó, Ron Rod Anfield cũng đã đưa ra một cái giải pháp tối ưu bằng cách giới thiệu một cái mô tô phiên bản đặc biệt Classic 500 Tribute Plus Limited Edition 2020, xem như là phiên bản kết thúc của dòng mô tô hai cổ này. Classic 500 Tribute Plus Limited Edition 2020 nói riêng. Cái phiên bản đặc biệt này sẽ được Ron Rod Anfield lắp ráp thủ công tại nhà bán đặt ở Ấn Độ. Bề ngoài của xe cũng sở hữu những cái đường nét kẻ sọc được vẽ hoàn toàn bằng tay, được sơn cái ngoại thất cái gam màu đen bóng và đen mờ, đi cùng với những đường kẻ sọc cái màu vàng ở chấn bồn trước và sau, trên các bình xăng, quanh bánh xe và cả hai bên cái ốp dưới yên. Mặc dù Ron Rod Anfield Classic 500 Tribute Plus Limited Edition 2020 sẽ là một cái chiếc mô tô cuối cùng tại Ấn Độ với dụng cho mình cái có động cơ xăng đơn, dung tích là 500cc. Bên cạnh đó, những chiếc xe này cũng được Ron Rod Anfield đánh cái số thứ tự như một cái ký hiệu End of Build của một cái sự kết thúc series này tại thị trường Ấn Độ. Điều này cũng khẳng định được cái sự độc nhất của chiếc Classic 500 Tribute Plus Limited Edition 2020 đối với những hữu chủ nhân tương lai. Tương tự mô hình người tiền nhiệm thì Ron Rod Anfield cũng trang bị cho cái phiên bản đặc biệt này hệ thống là phun sinh tử cho cái kho động cơ xăng đơn dung tích thật là 499 phân khối, chỉ đạt được cái tiêu chuẩn khả là Euro 3. Cái kho động cơ này được cải tiến với giới thiệu vào năm là 2019. Cái điểm đặc biệt hơn chính là cái cần kẹp lê gió nằm ngay cái bên lái trái, vốn chỉ là chi tiết hiếm gặp trên những cái mẫu xe áp dụng cái công nghệ được phun sinh tử, sinh ra một cái công suất tối đa là 27,2 mã lực cùng chiếc moment tích cực đại lên tới là 41,3 Nm. Xe dùng chiếc bình bộ ly hợp ước với 5 cấp số. Tại thị trường Việt Nam, Ron Rod Anfield Classic 500 cái phiên bản cũ cũng được phân phối chính hãng với mức giá khởi điểm 120 triệu đồng đã bao gồm thuế VAT. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để kế tiếp nhớ like, subscribe.